Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khai trương 3 đường bay của hãng hàng không Bamboo Airways từ Hải Phòng đi Quy Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. 3 đường bay được khai thác với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Thời gian dự kiến bay từ Hải Phòng tới Quy Nhơn Bình Định là 1 giờ 35 phút, từ Hải Phòng tới Thành phố Hồ Chí Minh là 2 giờ và từ Hải Phòng tới Cần Thơ là 2 giờ 5 phút. Đây là 3 đường bay đầu tiên trong kế hoạch xây dựng mạng lưới kết nối cảng hàng không quốc tế Cát Bi với các sân bay nội địa và quốc tế trong thời gian tới của Bamboo Airways. Chúng tôi cũng mong muốn là phủ kín tất cả các sân bay trong nước để mà làm sao phục vụ tốt nhất cho đi lại của người dân trong nước và cũng như là du khách quốc tế. Cảng hàng không quốc tế Cát Bi được đánh giá là có vị trí quan trọng bằng ý nghĩa chiến lược về kinh tế, quốc phòng, giao thông của Hải Phòng nói riêng và cả khu vực miền Bắc nói chung. Các đường bay mới khai trương kỳ vọng giúp thu hút ngày càng nhiều khách du lịch tới với Hải Phòng và các điểm du lịch lân cận. Hiện Bamboo Airways đang tiến hành đàm phán mua thêm một số máy bay Boeing và Airbus. Dự kiến cuối năm 2019, đội bay gia tăng lên 40 chiếc.